Xin chào tất cả anh em quay trở lại video tiếp theo mình nhá. Thì hôm nay là ngày cuối tuần anh em ạ. Thì hôm nay mình với anh Phú đi chợ, ra chợ xem có món gì lạ lạ không mua về ăn nha các bạn nhá. Thì mời anh em cùng đi chợ theo anh em mình. Anh em đi anh ơi. Cả chuối anh. Lươn à? Lươn. Lươn to này mà còn là lươn đồng. Lươn đồng nó vàng. À. Lươn to nhờ. Anh Phú thích ăn lươn không? Anh Phú đâu được nhờ. Vâng, ở nhà thì đang làm lẩu ốc rồi. Không thì xào lăn anh. Làm điều sao đây? Nên lấy cho cháu hai con to ấy. Có thịt luôn nó đảo nhá. Đấy, tôm về là anh em cứ rửa sạch qua là cho nước sạch vào nhá các bạn nhá. À. Bây giờ mình nuôi tôm phải tí đó thịt. Bây giờ đang là tôm mới tí nó thành vâng. Thì cho cốt chanh được anh nó nhảy. Cho cốt chanh nạc này, các loại rau thơm, tỏi hành nhiều à. Chín tám tôm nhá anh mà. À. Tôm nhảy này hơi to ấy nhỉ? Không, ở dưới hồ Đồng Mô mà lần trước sự quay anh em xem là nó nhiều con to hơn này anh Phú ạ. Ừ. Nhưng con này đã to này. Anh nó phải lắm nhỏ nhỏ thôi. Đây như này nó vừa anh ạ. Đó, tầm này nó vừa này. Đó. Hoàn toàn là tươi sống nhá anh em nhá. Đây các bạn này, bây giờ mình chuẩn bị tất cả các loại nguyên liệu xong rồi. Bây giờ mình bảo nhá. Món này thì sự là hướng dẫn trên video rất nhiều rồi, gồm có tỏi này, hành băm, hoa chuối này, các loại rau thơm như là rau mùi này, mùi ta, húng bạc hà, chút rau răm và rau kinh giới các bạn nhé. Đầu tiên là sự sẽ cho một chút muối gia vị hảo hảo vào, muối mì tôm hảo hảo đấy. Rồi. Ớt nha các bạn nhé, các bạn dùng ớt cay nhá. Đây sự đang dùng ớt phở này. Không còn thiếu đó là cốt chanh. Đây sự sử dụng gần bát cốt chanh các bạn ạ. Một chút lạc dập đi các bạn. Lạc à. Một chút đường anh em nhá. Hơi còn ngọt thì cho dễ ăn. Một chút mắm các bạn. Và sự sẽ trộn đều lên nhá. Đây mình đang tạo hồ nuôi tôm anh em ạ. Mình hãy nhốt tôm trong này này, bơ sự hãy thử luôn nha các bạn nhé. Đây mình cho mấy con tôm vào cũng còn này. Đó. Tôm này cũng bơi ra anh em ạ. Đấy, đấy, nhảy rồi, nhảy rồi. Đấy, anh em ạ. Đấy. Mời anh em nhé, tôm à. Rất giòn, nó mềm. Đây, mình đang nuôi tôm. Bị tôm nó ăn nó kiểu mát mát đấy anh. Ngon. Các loại rau này làm như nốt này ngon nhỉ? Vâng. Mà anh nhìn trông rất dễ làm anh. Ừ. Anh thêm mắt rồi đấy. Đây anh Phú à. Trong lúc chờ đợi anh em sang mà. Tôm. Đây là 3 tôm. Đây xem. Em nghĩ phải 5-6 tôm đấy. Wow. Lâu lắm không ăn đấy. Hôm nay ra chợ nào này lại gặp bàn tôm này lại nhìn lại thích các bạn. Ngon. Ngon. Đây rồi ăn luôn con tôm tái luôn này. Đó anh em ơi. Ngọt béo béo không hề tanh cái nào. Hơi chua chua của chanh và to. Mùi to. Được kết hợp giữa tôm tươi và các loại rau trong nộm này rất là ngon nhỉ. Vâng. Nhưng mà không thể thiếu thằng muối nha các bạn nhé.
làm kiểu như còn tí muối ăn cái vị tôm với cái nước lộn nó đậm đà hơn là mình pha mắm với đường. Trông rất là ok. Ngon. Hôm nay điểm 10 luôn rồi. Vâng. Độ cay là... Hôm nay là anh em mình chuyên ăn cái món đồ đồng về đồng quê đó. Anh em nhá, đặc sản đồng quê. Đã lát mời anh em xem hôm nay mình chuẩn bị món gì cho mấy anh em gọi là nhậu ngày cuối tuần nhá. Ngồi ngồi bên này anh được à? Đó. Quay qua vào đây. Đấy, chú ngồi đâu? Anh ngồi cạnh đấy, đấy, quý ngồi đây. Đồ này khả năng bỏ ra đi, nhờ. Để anh em mình ăn món tôm nhảy trước. Anh à. Và cái món đặc sản này. Thật ra là không dự định ăn món này trước đâu, đi chợ đầy tôm ngon là mua ăn đấy chứ. Anh à. À. Ngồi đây em, ngồi đó. Nước mình hay là có muối mình không anh? Có chứ, có chanh này, có tỏi, có hành khô. Nhiều gia vị đây em ạ. Em ra quán người thường thì người ta tôm người ta cắt thái lát ra ấy. À, đấy là gỏi tôm, đấy là gỏi. Tôm sú hoặc tôm bột. Nam ăn gỏi tôm sống. Đang đợi em nó đang gọi là gần ngủ đông rồi à. Vẫn sống ấy nhá. Nó bơi nghe vẻ nó có một nhảy tốt. Đó. Đó. Đấy, em xin anh. Nào thôi, cuối tuần đi. Anh ơi, mời anh em nhá. Em ơi. Mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. À, ngon, rượu ngon. Rượu lếp cải hoa vàng này. Uống được. Để mời anh em đây. Cái rượu này em rất hay nhầm lẫn là cái rượu mà đồng đồng ở Kim Sơn của em. À. Ừ. Đồng đồng nó giống tựa tựa vị này mà. Rượu này hoặc là rượu Kim Sơn là chỗ tiến đủ đấy. Rất là ngon. Vâng. Đã. Uống nhiều vào say. Em xin lưu tình. Mời mọi người nhá. À. Món này cái món này không cần con rượu ra trước. Có anh ạ. Chưa em ăn được này. Nói tốt thì đây chấm rượu cho tiến nhá. Thôi em mời anh nhá. Đã. Từ trước có tuồng một. Đó. Tiền ăn em lên vị không? Đầu tiên là cho tôm vào hồ. Ăn nó giòn này ạ. Ngọt. Giòn nó rất là cảm giác nó mát ấy. Nó không còn cái mùi tôm đâu. Đây anh Quý làm bát ba tôm luôn này. Ủa. Đó. Người mình, to khác đúng không? Mình này gần chục tôm. Ấm luôn. Dạ, cho tôm màu hồng đảo lên nó tái tí thôi em. Ăn mát. Không phải là cho thêm một gia vị nữa không? Không, vừa luôn rồi. Vừa đấy anh ạ. Cay luôn. Cay đấy. Mọi người nhá. Đây là món này là cay là theo hương vị của anh là em sự chiều anh là cho tí ớt. Ai sự. Đó. Cái này anh sự đấy em. Đúng rồi. Em nhìn anh kia nãy giờ chế biến cho ba anh em rồi. Đây em lấy anh cái con cá lớn nhất và okay. Đấy, ăn tôm như này nó mới sướng à. Đấy, chất nhìn thấy anh là làm là em biết sơ sơ qua rồi. Đó, đúng rồi, làm lên thì lạc lên. Chuyên nghiệp lắm. Chuyên nghiệp lắm. Anh em mình sẽ bao lần. Em tiến mình ăn chuyên nghiệp hơn của mình ấy. Anh em ạ. Cảm ơn anh nhá. Anh xin. Đây anh em bạn ăn tôm to nhất là em tiến à. Mà con này thì phải ăn như này không sợ cái nhỏ nó đâm vào miệng á. Vâng. Mời anh em nhá. Ừ. Làm gì đâu. Mà không ăn giòn thì ăn đúng là một cái ăn này nó giòn. Ngon. Ngon. Anh nhìn thấy cái anh mát. Em chia ra hai cắn cá nhảy. Nhìn là... anh em ăn là anh nuốt nước bọt rồi. Vâng. Đấy anh ạ. Ăn rất là bùi. Bùi làng. Bùi là mát. Ăn không còn vị mùi tôm mấy á. Nó chỉ gọi là giòn giòn béo béo của cái thịt tôm. Cái này em nghĩ là ăn được nhiều, em ăn được nhiều. Tại vì sao có cái vị cay. Nó thích cái vị giác ấy. Cay chua là của vị tỏi và ớt băm, dạ, ớt phở ấy, băm ra. Nhiều vàng mát. Vâng, anh xin dụng. Cái món lươn này, cái món lươn này là anh Phú chọn đấy nhá. Dạ. À. Đây là lươn xào xả ớt. Ủa. À.
Thực ra đi nhiều quán ấy, nhưng mà uống nước qua uống rượu ấy, quán anh em thân thiết như này hay ở nhà hàng chị này là mình yên tâm. Hai anh em ra chợ thấy là hai con lươn rất là to, xào trông ngon rồi, xào vào cạnh ấy. Em lại cứ phải là nếu mà ăn là cứ phải là đem cái này trước đi. Đó. Em gái dùng đây. Anh em nào mình ăn tự lấy nhá. Dạ, cho đứng ạ. Đây, em đang thích món này. Chú tên là Tiên. Đấy nhá, tên là Tiên mới đúng, Tiên Tiểu. Cái món này. Đây, làm một vài con tôm mà nó rực rỡ. Tôi làm món gỏi trước đi nhá. Món này ăn nó rất là cuốn miệng anh em. Cảm ơn cháy ớt tươi nhá. Tiên món này đang gọi là trôi. Ăn con tôm bẻ thơm ngon ngon hơn nhiều bạn ạ. Cứ cho chấm ít vào để cho nó ọp. Nhưng mà chính là anh thích ăn tôm bé hơn. Vâng. Cái kiểu tôm mà tôm như hôm trước anh em mình là nướng này kìa. Ở trong cái loại đó một ngày cũng là tinh hợp. Vâng. Sẽ ngon. Chắc là mình phải cam đoan với mọi người là sau này khi sau cái bữa này mà sau này đi ra nhà hàng Quang Minh. Số bao nhiêu nhỉ? Tầng 1 em ạ, có gọi tầng 1 tòa nhà CT2 Bắc Bình Đảo đúng không anh? Là ra lần nào sau là lần nào là cũng phải bắt anh sự. Bắt anh sự là đi là chuẩn làm bị đúng không? Thế anh em món này nhà nó quá ngon. Nếu mà món này ở món này ở nhà hàng làm nhanh em ạ. Chắc nếu mà mua tôm về mẻ nó sống ấy thì tầm 3 phút là làm món này rồi. 30 phút. Mà tôm ra giảm đúng không? Tôm đồng này ra chợ mua đơn giản thôi mà. Nhanh mà. Có là mua cái con tôm uy tín, nó không bị rêu, không bị bẩn. Tôm này phải tôm sạch. Chọn từng con nha. Không, tức là nhu ưu tiên nó phải sống 100%, không được con nào chết. Chết ăn là để rất là nguy hiểm. Đây, mời em sự phụ. Anh ạ. Miếng dạ. Lươn đồng rồi. Con lươn này là anh Phú thích ăn, hôm nay là anh Phú chọn ạ. Mời anh em nhá. Tiến từ góc nhá. Ngon lắm ạ. Ngon. Thơm lắm. Nếu mọi người mà không biết chút thời gian mà ra quán nhà hàng Quang Minh thì đúng là hơi phí. Ngon nhỉ? Lươn ngon. Ngon, lươn quá ngon. Đúng rồi, lươn ngon, nó cứng hơn lươn đấy. Cứng hơn lươn. Cái đây có mấy con này? Đây có 2 con thôi em ạ. 2 con nhiều lắm. 2 con to, em nhìn con to như rắn này. Ngon. Thế anh mới bảo là như này mà làm sao mà lươn tự nhiên mà to được như này mà. Hôm nay là ăn chuyên về đồng quê luôn. Anh sư này cứ tôm này lươn rồi ốc à. Ngon bổ rẻ như này mọi người hôm ra cũng hơi tí. Nhưng anh thấy nhà bếp làm kiểu như là nó hơi cháy cạnh này ăn ngon nhỉ. Vâng. Nó xăm xăm ăn thì nó không bị tanh. Xăm. Nó khô lươn. Mà nếu để nói lươn ngon nhất phải về quê anh Quý. Nhỏ nhỏ Vinh Nghệ An là ăn lươn là đặc sản nhất. Tầm này thôi nhưng mà vâng. Ăn chắc thì em về lươn đồng ở trong quê thì mình nhiều con còn to lắm nó bằng ngón này. Vâng. Đâu từ bằng ngón út rồi. Và anh Quý ăn xong rồi mình bảo là coi như là còn cả bia đấy mà cứ sợ người ta nhầm tiền. Hỏi đi hỏi lại rồi. Về trong ý ăn đồ ăn rẻ lắm em nhá. Về trong Vinh mà ăn lươn anh em ăn chắc là tầm lươn nếu mà lòng các thứ nó lại triệu thì ăn thì anh nhưng em phải rượu say lo luôn. Lươn o quế. Cũng phải ở trong Nghệ An lươn o quế. Ờ từ ở thì cái đường phần là xứ của nó là trong Nghệ An. À. Nhưng mà bây giờ nó từ ở đường là Huế. O gọi là Quế à? Lươn o quế. O quế là xuất xứ người Diễn Châu mà. Dạ. Diễn Châu Nghệ An. Anh em dùng món lươn đi, em ơi. Anh ơi, lươn của món anh thích mà. Anh dùng đây. Anh đi chợ đấy, hôm nay anh đi chợ. Anh chợ anh là phải ăn hết lươn đấy nhá. Cho lươn nó dày như rắn này. Anh ơi. Không công nhận là con lươn to. Hai con lươn này lúc trả tiền hình như người ta bảo là 7 lạng. 3 lạng, 3,5 lạng con lươn thì nó đúng bằng to, con giàn giáo rồi. Nó ngang cả con chạch nó to 190.000. Em tiền em ví rất chuẩn như kiểu một con cá lóc nhỏ lọc ra. Mua đấy. Nhìn như cá lóc nhỉ. Nhưng mà anh mua là anh ở mua ở chợ Đại Từ đấy em. Nhà mình sau nhà là chợ Đại Từ nên là đi chợ Đại Từ. Mà chợ Đại Từ là khá nhiều cái món đặc sản. Đồng quê không nhiều. Kể ra mà hôm nay mà mua hết rau tầm bóp với xào tỏi ăn ngon. Quên không biết qua hàng rau mình mua. Lươn xào của này ngon
ngon, ăn khô mà lọc bỏ ra mà nó miếng nhỏ đây miếng to. Dạ. Ăn rất là thơm luôn. Quan trọng là anh Sương nhất sắp xếp từ thứ nhất là món ăn không gian và cái thời điểm. Ví dụ mùa hè thì mình sẽ làm cái món khác. Và mùa đông hay là cái mùa mà giữa như này, lập xuân sang hạ gì là thu đây như nào. Cái ý đấy của chú là mỗi người nên mời sự chán thì nhỉ. Em nghĩ thế đi. Anh em cũng vào hết đây. Hôm nay em sự cuối tuần mà. Đúng rồi, nói vui thôi, đúng rồi. Cuối tuần này anh em cứ chơi cho dịch giờ tí. Hôm nay say được mà. Dạ. Hôm qua thứ bảy dễ say được. Ở đây dạo này mình nói thật là anh em đến nhà hàng biết rất nhiều món. Ví dụ như mùa hè nhá, ăn cái nem tươi Hải Phòng này, nó khá là ngon, bình dân này. Hay là mùa này con ốc rất ngon, ngon này đây. Nói cả nhà nhờ em camera quay đây. Đấy, tại sao mùa này ăn con ốc lại ngon nhất? Cái mùa tháng 10 đến cái tháng 3 là con ốc nó rất là ngon. Nó béo và còn là cái vỏ rất là lắm, nó chắc. Ăn con ốc nó béo với nó có cả trứng cơ. Đúng cái mùa ốc ngon, mùa hè hẳn là từ tháng từ tháng 4 đến tháng 7, tháng 8 ăn con ốc nó không ngon. Anh không trứng ốc đâu, nhưng mà vâng. Cái ốc mà có cái con non bên trong thì mình biết. Vâng. Trứng ốc mình không biết. Đấy là ốc thường, nó riêng con ốc nhồi nó có trứng đỏ mà nó xe xe vàng vàng như cái lòng đỏ trứng gà ta á. Con ốc mà không có con non ở trong là trước rằm là nó sẽ không có. Rồi em thấy mấy bạn em ấy làm ốc nhồi cái nhưng mà cái ốc kiểu vàng ấy. À. Nó lại chế biến nó bỏ cái bỏ cái đầu và bỏ trứng đi thì có thể xào. Anh đã được ăn rồi. Đấy. Anh được ăn nhưng mà mình hạn chế ăn thôi. Mặc ra nhiều quán bún ốc hoặc là những cái quán hay dấu ốc ấy, nhiều nơi anh vẫn còn thấy con ốc bươu vàng này họ làm trong cái xếp bún ốc. Nhưng mà thật ra tiền nào của đấy, đúng không? Tiền nào của đấy anh em đi chợ biết một cái nguyên liệu một thực phẩm mà ví dụ thực phẩm tươi nó khá là cao so với cái thực phẩm gọi là đông lạnh gọi là hàng nhập đi. Thực phẩm tươi này nói vào các bạn giấy tờ về an toàn vệ sinh thực phẩm hầu như không. Dân Việt Nam mình biết rồi. Ra chợ thì thường thường là mình biết rồi. Là hầu như của nhà chăn nuôi thì ăn nó sẽ ngon hơn cái đồ nhập. Tại sao là có mùi mắm tôm cái chơi người mà ủa ông nhảy anh cho ít ốc tại con ốc này thì đã được tái qua gần chín rồi. Dân ăn con ốc này thì anh em mình là cứ chơi nhẹ nhàng thôi. Cho vào từng nào ăn từng đấy. Anh cho ít giò đấy, giò sụn ngon. Không giống nhau thế, anh cũng đang gấp mấy miếng. Anh em mình hiểu nhau. Bạn cho luôn ít sụn này, cho ít sụn mà nó mềm mềm ăn nó ngon. À đây, sổi ơi đây. Đây anh chị em ạ. Đúng anh. Đây là cái món đặc sản ở vùng cao, đây là đặc sản của Tuyên Quang đấy anh em nhá. Đây con chuột hang. Đặc sản Tuyên Quang. Đây cái phần đùi chuột. Món này nhà hàng mình tạm gọi là chuột chiên riềng nhá. Chuột chiên riềng. Đó. Đây để thôi. Anh em mình, ba anh em mình đây được ăn rồi thì mời em trai là. Xong. Anh có thể đút cho em ăn được không? Cho mọi người xem được không? Được. Có hai cái để nhường. Ê, cái em gái em. Có hai cái đùa ấy, có hai cái đùa bạn ạ. Đúng rồi. Cái này là chấm này, tại vì anh mọi gái Quý. Anh Quý đâu được ăn rồi. Tiến thử thức như nào nhá. Đó. Ôi trời. Chuột này nó hơi dai, nó khác chuột đồng nhá chú nhá. Đấy, chú phải cầm luôn cái chú nốt này. Anh ơi, em xin phép em bốc tay được không? Thôi anh xin phép không ăn món này được không? Dạ, em biết anh dài rồi. Ok. Đó. Để bên này nhá. Món này rất hay. Chú nhỉ, thêm dài rồi. Em dài, em cảm giác nào? Em cảm nhận thế này. Đây là chuột đầy tù. Đầy tù rồi chứ không thể nào tươi được. Em đang trên bàn mới không tươi rồi. Cái giòn của nó thì bây giờ là ngư luôn. Số 1 rồi. Cái này là bếp rồi. Có một cái mùi vị. Nếu mà em cắn thì nó có mùi vị đúng. Nhưng mọi người thấy là như Tiến cảm nhận là cái mùi của gà. Mùi của gà trên giòn. Cái đùi của nó. Và cắn xong sẽ có một cảm nhận. Đúng. Những cái mùi của rúi. Con rúi không thực sự luôn. Cái mùi của núi rừng ấy thực sự luôn là như thế. Nó có hai mùi vị. Còn cái thứ ba ấy là các mày biết như nào nhiều thịt. Còn thấy ngon nhiều thịt ngon nhiều tôi em thật là có hai cái mùi mà em cắn vào đúng rồi.
cắm vào cái nhất là đúng mùi của không chạy nhanh em lai ăn mà như gẩu mát mát từ chết đấy. Chú là thuộc dạng là như gẩu phải giám khảo rồi. Không, phải giám khảo. Em gái dùng thử đấy, em gái dùng đấy. Nếu kiểu hôm nay em sự là một thí sinh là đúng em rồi. Đầu bếp. Thế là coi như là chú là giám khảo ở món này ăn này nhận xét đấy. Không, thật ra là lâu không có bếp. Hôm qua thì nhắn tin anh Đài, anh Đài đã bật đồ xuất rồi. Anh ơi lâu lắm em không vào bếp. Mai cuối tuần rồi. Làm cái video quay kỷ niệm gọi mấy anh em sang nhậu. Hôm nay chính ra là định em định vào bếp để nấu chia sẻ để chia sẻ cho mấy anh em là mấy cái món nó rất là ngon và dễ nấu. Nhưng mà thật ra là hôm nay anh Đài bận xong là công việc nó hơi bận rộn nãy nó anh Phú sang anh biết. Nhưng mà anh em có tranh thủ đi chợ được thôi. Thôi nhưng mà để tập trung vào mục tiêu chính đúng không? Đây là chuột chuột gọi là chuột lúi các bạn ạ. Phải nói đúng là đây là con chuột lúi. Lúi mà chuột từ trên La Hàng về đấy. La Hàng luôn ạ. Vâng. Chuột này xuất xứ của La Hàng Tuyên Quang đấy anh em nhé. Đây là chuột gắp hết. Mời anh em. Đây là phần đùi rồi. Người ta về làm sạch xong người ta gác ở trên bếp xong người ta mới nhỏ à. Không phải gì ở trong anh. Mà mình cắn vào cái miếng da á, em tiền em nói. Rất là đúng. Con kể em ăn nóng gì cả sống khô. Đây này anh em. Đó. Trong anh có miếng da. Đây mình cắn vào cho anh em nghe nữa. Nó rất là giòn. Trời ơi, quá ngon luôn. Em là ai khi mà làm anh giật mình. Ngon nhở. Quá ngon, chuột này quá ngon, thơm. Anh giới thiệu với chú mở món nữa là món cuốc rất ở nhà hàng nhá. Vâng. Một nồi lẩu như là 500 à quên một nồi lẩu này 500 nghìn. Điêu em. Không, 500 nghìn. Anh Phú ơi, đừng có điêu. Đây, nhìn ốc ngon rồi. Vâng. Sao một nồi rẻ thế vậy? Ờ thật ra nồi ốc này em ra ăn rồi thế không? Em ăn nhiều rồi. Ui. Đây là một nồi lẩu combo là có cả phúc anh cho vào hết rồi. Nếu mà rẻ như này thì nhá, nếu mà đúng 500 nghìn như này 500 nghìn lần nào rồi em ăn tối nay em ship một nồi này về nhà em. Ok chú. Em ăn nếu mà bữa cơm được em ship về nồi thì thật ra mình quá lời mình trả tôi gì cả. Mình review vẫn bỏ. Review phát là bán được người lẩu. Mình vừa được rau này vừa nóc được về sẵn ăn. Không tội gì anh quý. Đấy em gì? Đúng chuẩn luôn. Em ơi ăn thử xem ngon không đã rồi chiều ăn ship. Chú mới chỉ nhìn hình thức thôi. Không, em ship rồi. Ăn nhiều rồi. Biết rồi. Nhưng không ngờ nó rẻ. Không, chú phải ăn xong thì chú mới mua. Quan điểm của anh này, đắt rẻ không quan trọng, nhưng mà quan trọng là ngon. Nó ngon. Người của tâm. Mà nó là ngon bổ rẻ. Thật sự luôn. Tại sao anh làm như này đúng không? Anh làm quá rẻ. Em nghĩ là anh bảo là 500 nghìn cũng là tốc rẻ rất nhiều. Chắc em ra ăn hàng anh chưa bao giờ em ra tình nhìn hóa đơn. Dạ. Biết xong là bắt đầu lại kiểu rau giết họ này kia. Combo đầy đủ đấy. Của nó đúng ra còn một điều bún mà cái điều bún rau của nhà đấy, hàng á. Đấy mới nói là thực phẩm nhá anh nói. Công mình làm đấy là ra mặt bằng. Nhiều đấy. Thứ chi phí. Rất là nhiều luôn. Ngay từ đây là có đâu một to này cơ mà. Không nhưng mà để cho em quay phim. Ông rất là nóng à. Đó. Wow. Ông đang vừa chín tới. Con này thì sự ấy nó không có trứng. Mời anh em. Chín tới là còn vừa nhiều nước. Khi mà ăn thì lẩu ốc thì bao giờ có bắt chấm ốc riêng rồi. Ngon. Quá ngon. Quên em gái bảo là ăn cay. Giòn đâu. Em lên gặp anh Phú vui. Ăn con ốc bột tươi là ngọt. Em gái nào? Nào. Bạn gái mời Phú ấy đi, mời riêng gái. Ba anh em làm gái chưa? Em hoa, ok. Trả tôi chỉ ba anh em mình. Em ơi, 20 nhá. Anh ơi, đây làm cho một nồi. Ok, được. Không, đây cho một nồi. Ôi, được rồi, để anh bảo Thắm. Thắm ơi! Làm một nồi cho em. Gì nào, ban order lùi lẩu ốc tối mấy giờ em ăn? Mới khoảng 7 giờ em ăn, tại vì sao? Hôm nay mọi người ạ, hôm nay lại đúng cái sinh nhật của là em gái ruột của em. Đấy, thế mới là em đặt về nó. Mấy giờ em cần? Khoảng 7 giờ, 7 okay. Giờ là ăn thì 7 giờ order 6 giờ đi, 6 giờ là 6 cho giờ đi sợ tăng đường. 6 giờ đi. Một nồi xin một nồi nhá. Xong là em ra gửi cho anh cái địa chỉ anh. Ok. Rất tuyệt vời.
sau này mọi người biết đến thì hàng Quang Minh là nào rồi à? Chỉ có thế này thôi. Ăn ngon, bổ rẻ, nhưng xưa cái đừng ngồi thử quán, quán này rất là nhiệt tình anh em. Thích là thích ở chỗ đấy, đúng anh không? Anh toàn trường quán anh đi đấy, hôm nay chủ nhật, nói thật cả nhà hôm nay chủ nhật ở Linh Nga này, nhà mình là bị vắng khách. Thế mọi người về quê nhiều, khu chung cư ý. Anh Phú nhầm, anh Quý. Vì sao hai anh ngồi gần nhau là em hay các anh em hay nhầm. Anh Quý anh hay em nhầm. Em giả vờ thôi. Hôm nay cuối tuần ấy, được anh em sang quán nhậu với mình, rất là vui. Thôi sau video này thì anh em mình uống nhiều rồi ấy, sợ nói cái gì đó không may ấy. Cả nhà nghe xem video đó hơi buồn cười. Thôi hôm nay cuối tuần, chúc tất cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ. Chúc những người anh em xem video này nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Em gái hôn gái nào? Tao 1, 2, 3. Bé quá, bé quá. Thôi, để chủ nhà hôn nào. Nào, tôi nào. Nào, nào, nào. Anh em ơi. Anh em ơi. 2, 3. 2, 3. 2, 3.